Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Nga đồng loạt phóng thử tên lửa từ 4 môi trường. Lần đầu tiên trong vòng 30 năm, Nga đồng loạt phóng thử tên lửa trên biển, trên không, trên đất liền và dưới nước trong cuộc tập trận mang tên Fenvo 2023. Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại của Nga, chúng tôi tiến hành phóng tên lửa đồng thời từ 4 môi trường trên biển, trên không, trên đất liền và dưới nước, hạm đội Thái Bình Dương của Nga cho biết. Cuộc tập trận diễn ra ở vùng biển Chukchi và Bering, cũng như trên bán đảo Chukchi dưới sự chỉ đạo của Đô đốc Nikolai Yakmenov, Tổng tư lệnh Hải quân Nga, thông cáo cho hay. Tổng cộng có 5 vụ phóng tên lửa, 80 vụ bắn pháo và khoảng 250 bài tập chiến thuật khác nhau được thực hiện trong cuộc tập trận chung của hạm đội Thái Bình Dương, các đơn vị tên lửa ven biển và hàng không hải quân ở khu vực Bắc Cực. Đây là các hoạt động trong cuộc tập trận Fenvo 2023 với sự tham gia của khoảng 10.000 quân nhân và hơn 50 thiết bị chiến đấu, bao gồm tàu nổi và tàu hỗ trợ, tàu ngầm, máy bay và trực thăng của không lực hải quân, hệ thống tên lửa ven biển Bones và Bastion, cũng như các xe bọc thép xuyên quốc gia đều tham gia. Tất cả các cuộc tập trận này đều mang tính chất phòng thủ và nhằm cải thiện việc huấn luyện lực lượng cho các hoạt động ở biên giới phía đông bắc của Nga. Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 9 cho biết đợt diễn tập đã hoàn tất. Các tàu, máy bay, trực thăng đang trở lại căn cứ. Nga dùng cách đặc biệt ngăn UAV, cảm tử của Ukraine, tập kích. Hình ảnh hiện trường cho thấy cách Nga ngăn chặn các UAV góc nhìn thứ nhất FPV của Ukraine tấn công ở khu vực gần Bakhmut, nơi hai bên giao tranh quyết liệt trong thời gian qua. Theo The Bride, sau hơn 19 tháng chiến sự bùng phát giữa Nga và Ukraine, UAV FPV được xem là một trong những vũ khí có hiệu quả tấn công cao, giá thành rẻ và có thể qua mặt được các hệ thống phòng không vốn chỉ dùng để đánh chặn tên lửa, máy bay kích thước lớn. Tới nay, các đoạn video ở hiện trường cho thấy cảnh UAV FPV trị giá vài nghìn đô la Mỹ phá hủy hàng loạt các mục tiêu trị giá vài trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đô la Mỹ như xe tăng, xe tải, hệ thống hỏa lực. Hình ảnh ghi lại từ khu vực gần Bakhmut do Nga kiểm soát ở Donetsk cho thấy, để đối phó với mối đe dọa từ UAV Ukraine, Nga đã quyết định treo lưới ngụy trang bằng hai cột đèn trên các con đường trong vùng. Đây được xem là nỗ lực ngăn UAV Ukraine tấn công các phương tiện đi lại trên đường. UAV FPV thường bám theo các phương tiện di chuyển, bay lảng vảng cho tới khi lao xuống. Việc đặt các tấm lưới tạo ra một lớp bảo vệ ngăn mối đe dọa từ các UAV này. Theo nguồn tin từ truyền thông Nga, các tấm lưới này đã chặn được một số UAV của Ukraine lao xuống mục tiêu. Giới quan sát cho rằng, Moscow có thể cân nhắc sử dụng tấm lưới mỏng hơn để người điều khiển UAV Ukraine khó quan sát hơn là các tấm lưới dày và nổi bật. Ngoài ra, các tấm lưới mỏng sẽ không cản gió quá nhiều, cho phép Nga có thể làm các rào cản kích thước lớn hơn. Giới chuyên gia nhận định cuộc chiến UAV giữa Nga và Ukraine có thể so sánh với trò mèo vờn chuột khi hai bên thường xuyên đưa ra những chiến lược mới ra chiến trường, tìm cách hóa giải lẫn nhau rồi tiếp tục có phương án mới. Nga đang đầu tư rất mạnh mẽ vào công nghệ sản xuất UAV FPV và trong thời gian qua cũng đã gây ra không ít tổn thất cho tăng thiết giáp Ukraine. Ngoài ra, Moscow liên tục cập nhật và cải tiến năng lực tác chiến điện tử để ngăn chặn các vụ tập kích tốc độ cao của đối phương. Theo The Drive, rõ ràng là các máy bay không người lái FPV là mối đe dọa đáng lo ngại cho cả hai bên và chắc chắn sẽ có thêm các biện pháp mới để đối phó từ cả hai phía. Siêu tăng Mỹ tham chiến, tạo thế trận giúp Ukraine phá vòng vây của Nga. Xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất sẽ bổ sung thêm sức mạnh cho quân đội Ukraine khi Kiev tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch phản công nhằm đẩy lùi Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25 tháng 9 xác nhận các xe tăng M1 Abrams đầu tiên do Mỹ viện trợ đã đến Ukraine, tiếp sức cho các lữ đoàn của Kiev. Đây là một phần trong số 31 xe tăng mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết gửi cho Kiev. New York Times dẫn nguồn thạo tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay Mỹ sẽ tiếp tục chuyển thêm các siêu xe tăng M1 Abrams cho Ukraine trong những tháng tới. Trong khi đó, một số đồng minh phương Tây của Ukraine đã cung cấp các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 2 và Challenger 2. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết xe tăng Abrams sẽ bổ sung thêm khả năng bọc thép đáng gờm khác để tham gia cùng các xe tăng Leopard đã có mặt tại chiến trường. Tổng thống Zelensky từng tuyên bố xe tăng M1 Abrams sẽ đóng vai trò như một bước tiến quan trọng dẫn tới chiến thắng cuối cùng cho Ukraine. Lớp giáp cứng cáp và khí tải mạnh mẽ của xe tăng M1 Abrams có thể giúp các lực lượng Ukraine đột phá tại các điểm nóng ở phía nam và phía đông. M1 Abrams có hệ thống chỉ huy được tự động hóa, các anten được kết nối với hệ thống định vị toàn cầu GPS cho phép kíp lái và sở chỉ huy biết chính xác vị trí mà phương tiện đang tác chiến.
Ngoài ra, xe tăng này còn được trang bị hệ thống cảnh báo sớm. Xe tăng do Mỹ sản xuất có tầm hoạt động hơn 400 km và có khả năng hạ gục mục tiêu ở cách xa 4 km bằng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại. Với trọng lượng lên tới hơn 70 tấn, chiều dài 9,77 m, rộng 3,66 m và cao 2,44 m, xe tăng M1 Abrams được điều khiển bởi kíp lái 4 người, bao gồm chỉ huy, pháo thủ, người đạp đạn và lái xe. Xe được trang bị nhiều loại khí tài hạng nặng như pháo M1A2 cỡ nòng 120 ly, qua đó tăng cường khả năng tấn công trước hỏa lực của đối phương. Theo chuyên gia quân sự Michael Peck, mặc dù sự xuất hiện của xe tăng Abrams sẽ tăng thêm sức mạnh cho cuộc phản công của Ukraine, nhưng chúng sẽ chỉ hiệu quả nếu Ukraine sử dụng tốt Abrams cùng với các chiến thuật phối hợp khí tài. Mặc dù xe tăng Abrams là sự bổ sung có giá trị cho Ukraine, nhưng 31 chiếc dường như là không đủ để tác động đáng kể tới cuộc chiến, chuyên gia Peck nhận định. Theo Newsweek, các chuyên gia cho rằng khi chiến dịch phản công khốc liệt và tốn kém của Ukraine chuẩn bị bước vào mùa thu và mùa đông, quân đội Ukraine cần phải cân nhắc kỹ lưỡng việc đưa xe tăng M1 Abrams tham gia cuộc xung đột. Khả năng tác chiến của Abrams sẽ phụ thuộc vào điều kiện thời tiết dọc chiến tuyến. Vào mùa đông, lực lượng Ukraine sẽ phải đối mặt với bùn lầy, trong khi các xe tăng Abrams sẽ hoạt động hiệu quả nhất trong điều kiện thời tiết khô ráo. Sẽ rất thú vị khi xem xe tăng hoạt động như thế nào trong các hoạt động tác chiến cơ giới hóa chuyên sâu trong điều kiện bùn lầy và tuyết ở một khu vực có nhiều sông suối, chuyên gia Peck nói. Một số chuyên gia tỏ ra hoài nghi về những lợi thế mà Ukraine giành được khi trang bị thêm một loại xe tăng mới trong những tháng mùa đông khắc nghiệt. Về mặt quân sự, tôi nghĩ có nhiều vấn đề hơn là lợi thế, Marian Miron, nhà nghiên cứu tại khoa nghiên cứu chiến tranh thuộc Đại học King's của Anh, nhận định. Tuy nhiên, Ukraine không có dấu hiệu dừng phản công. Trong thời tiết lạnh và ẩm ướt bùn lầy, việc chiến đấu càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, giao tranh sẽ tiếp tục, cuộc phản công sẽ tiếp tục, Thiếu tướng Kirill Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, nhấn mạnh. Các quan chức Ukraine cho biết, mặc dù chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine tập trung vào khu vực Zaporizhia phía nam, nhưng Kiev gần đây đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở khu vực Donetsk phía đông gần thành phố Bakhmut bị tàn phá. Mặt trận Zaporizhia đã mang lại bước đột phá đầu tiên cho Ukraine trong chiến dịch phản công sau nhiều tháng vật lộn với hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Đầu tháng này, Ukraine cho biết lực lượng Kiev hiện nằm giữa tuyến phòng thủ thứ nhất và thứ hai xung quanh thị trấn Robotyne, phía nam thành phố Odikhiv do Ukraine kiểm soát. Ukraine kỳ vọng sử dụng xe tăng Abrams mới để tiếp tục tiến công về phía nam, đầu tiên là tới thành phố Tokmak do Nga kiểm soát, sau đó tới Melitopol và cuối cùng là tới biển Azov. Việc sử dụng Abrams tại Zaporizhia sẽ kém hiệu quả hơn khi mùa mưa bắt đầu, vì những xe tăng này có thể bị mắc kẹt trong bùn. Các phương tiện hỗ trợ cũng có thể bị kẹt. Điều này có thể gây bất lợi cho Ukraine, chuyên gia Miron lập luận. Ngoài ra, Ukraine cũng cần phải xem xét việc kết hợp 3 loại xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhau của phương Tây. Việc sử dụng 3 loại xe tăng ở những nơi như Zaporizhia sẽ tạo ra thách thức về mặt hậu cần. Điều này sẽ gây áp lực cho hệ thống hậu cần của Ukraine mà Nga đang nhắm tới. Và nếu thành công, lực lượng Nga có thể khiến các xe tăng Abrams, Challenger hoặc Leopard do các đồng minh phương Tây của Kiev tài trợ trở nên vô dụng. Chuyên gia Miron cảnh báo, một thách thức khác đặt ra cho Ukraine là việc bảo trì xe tăng Abrams. Chuyên gia Miron cho biết, lực lượng Ukraine cần có các phụ tùng thay thế và các kỹ sư có khả năng sử dụng chúng cho các phiên bản khác nhau, cũng như đủ tự tin vào việc huấn luyện trên các xe tăng tinh vi hơn nhiều để sử dụng xe tăng đúng cách. Ngoài ra, Abrams còn là loại xe tăng tốn nhiên liệu và điều này cũng đặt ra thách thức với Ukraine. Có một loại nhiên liệu cung cấp cho xe tăng Abrams và chúng tôi phải đảm bảo rằng nguồn nhiên liệu đó sẵn sàng cung cấp cho Ukraine, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết. Một vấn đề nữa mà Ukraine cần cân nhắc là loại đạn mà Kiev cần cho các loại xe tăng khác nhau. Không phải tất cả xe tăng đều sử dụng cùng một loại đạn và nguồn cung đạn luôn thiếu hụt. Vì vậy, nếu quân đội Ukraine không nhận được số lượng đạn cần thiết, điều đó sẽ làm suy giảm tính hữu dụng của xe tăng M1 hoặc bất kỳ loại xe tăng nào khác, chuyên gia Miron đánh giá. Bên cạnh đó, xe tăng Abrams sau khi được triển khai ra chiến trường cũng phải đối đầu với hệ thống phòng thủ của Nga. Ukraine đã phải vật lộn với các hệ thống này từ đầu tháng 6. Rất khó để xác định xe tăng Abrams sẽ đối phó với các bãi mìn và phòng tuyến răng rồng của Nga như thế nào, chuyên gia Peck nói. Đồng thời, cho biết các lực lượng Nga có rất nhiều khí tài chống tăng và mìn chống tăng, từng gây tổn thất cho thiết giáp phương Tây, cung cấp cho Ukraine, bao gồm xe tăng Leopard do Đức sản xuất và xe chiến đấu Bradley do Mỹ sản xuất. Trong cuộc phỏng vấn với Warzone hôm 22 tháng 9, Kirill Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo của quân đội Ukraine cho biết, xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ cấp cho Ukraine chỉ nên được triển khai trong các chiến dịch mang tính đột phá cụ thể và được chuẩn bị kỹ lưỡng, nếu không chúng sẽ nhanh chóng bị lực lượng Nga xóa sổ. Ông Budanov giải thích việc các lực lượng Nga và Ukraine sử dụng rộng rãi pháo và mìn đã làm giảm khả năng sử dụng khí tài bọc thép trên thực tế ở tất cả các hướng chính tới mức tối thiểu.
Nếu chúng ta triển khai một số tiểu đoàn xe tăng vào chiến trường, ngay khi chúng lọt vào tầm bắn của pháo binh, chúng sẽ bị tấn công, quan chức Ukraine cảnh báo. Thưa quý vị, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin nói rằng hệ quả của cuộc xung đột tiêu hao tại Ukraine là những vấn đề kinh tế ở châu Âu và Mỹ, tình trạng thiếu lực lượng của quân đội Ukraine và cuối cùng là sự phá sản cũng như thảm họa về nhân khẩu học đối với Ukraine. Ông Volodin khẳng định Ukraine sẽ phải chấp nhận các điều kiện của Nga hoặc sẽ không còn tồn tại với tư cách là một nhà nước. Hãng tin TASS dẫn lời ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga, tuyên bố hôm 25 tháng 9 rằng, khi nói về xung đột ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các quan chức phương Tây khác bắt đầu gọi đây là cuộc xung đột tiêu hao. Họ dồn lượng lớn tiền bạc vào việc quân sự hóa chính quyền Kiev. Kết quả ra sao? Đó là phương Tây đang trải qua tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược, trong khi người dân ở Mỹ và châu Âu mất dần niềm tin vào các chính trị gia và cuộc phản công của Kiev đã thất bại. Theo ông, hệ quả của cuộc xung đột tiêu hao là những vấn đề kinh tế ở châu Âu và Mỹ, tình trạng thiếu lực lượng của quân đội Ukraine và cuối cùng là sự phá sản cũng như thảm họa về nhân khẩu học với Ukraine. Ông Volodin nhấn mạnh rằng những thực tế này đã nói lên một điều, Ukraine sẽ không còn tồn tại như một nhà nước trừ khi chính quyền Kiev đầu hàng trước những điều khoản của Nga. Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ tháng 6, tuy nhiên tốc độ phản công không như kỳ vọng. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ukraine đã gánh chịu tổn thất nặng nề trong đợt phản công này, bao gồm hơn 71.000 quân, 543 xe tăng và gần 18.000 xe bọc thép. Chủ tịch Vyacheslav Volodin cho biết thêm, đã có hơn 10,5 triệu người đã chạy khỏi Ukraine, 11,2 triệu người ở Crimea, Sevastopol, cùng với các khu vực như là Donetsk, Lugansk, Zaporizhia và Kherson đã quyết định gia nhập Nga. Ukraine mất 53,7% dân số từ năm 2014. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cho biết vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nhấn mạnh các nước phương Tây sẽ cạn kiệt vũ khí mà họ có thể cung cấp cho Ukraine từ kho vũ khí của chính mình. Trong khi đó, ông Biden thừa nhận vào tháng 7 rằng quyết định cung cấp cho Ukraine đạn trùm bị chi phối bởi thực tế là kho đạn theo quy ước đã cạn kiệt. Ngoài ra, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cũng nhấn mạnh tổn thất lớn về lực lượng và trang thiết bị, trong khi việc thiếu thành quả đột phá đã khiến các nhà tài trợ phương Tây thất vọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhiều lần bác bỏ bất kỳ ý tưởng nhượng bộ lãnh thổ nào cho Nga như một phần của thỏa thuận hòa bình, đồng thời khẳng định Kiev sẽ tiếp tục cuộc phản công hiện nay. Trả lời phỏng vấn CBS News hồi tuần trước, Tổng thống Ukraine thừa nhận cuộc phản công hơn 3 tháng qua đã diễn ra không nhanh lắm. Tuy nhiên, ông khẳng định Ukraine sẽ tiếp tục phản công bất kể điều kiện thời tiết. Ông Zelensky nói Ukraine cần giải phóng lãnh thổ nhiều nhất có thể và tiến lên phía trước. Tổng thống Ukraine nói rằng không thể lãng phí thời gian, hãy quên chuyện thời tiết và những thứ tương tự. Ông khẳng định ngay cả khi lực lượng mặt đất không thể di chuyển, thì Ukraine sẽ tăng gấp đôi các cuộc tấn công bằng UAV. Trước đó, phát biểu tại họp báo bên lề phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày 23 tháng 9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Mỹ và một số quốc gia khác cung cấp ngày càng nhiều vũ khí cho Ukraine. Các vệ tinh quân sự và máy bay trinh sát của những nước đó cũng được sử dụng để chống lại Nga. Ông Lavrov nhấn mạnh nếu Kiev và các đồng minh phương Tây một mực giữ quan điểm của mình, cuộc xung đột sẽ được giải quyết trên chiến trường. Theo nhà ngoại giao Nga, thì phương Tây đã ngăn cản Kiev đàm phán với Moscow. Thưa quý vị, tờ Wall Street Journal cho biết trong một bài viết đăng ngày 23 tháng 9 rằng quân đội Nga đang thể hiện khả năng học hỏi từ những sai lầm ban đầu. Tờ báo của Mỹ cho rằng việc quân đội Nga đã dần dần thích nghi với những thay đổi trên chiến trường trong cuộc xung đột ở Ukraine làm dấy lên nghi ngờ về kế hoạch của Kiev nhằm giành lại các khu vực do Moscow kiểm soát. WSG cảnh báo khả năng thay đổi chiến thuật này có thể gây khó khăn cho Ukraine trong nỗ lực đẩy lực lượng Nga khỏi lãnh thổ của mình. Moscow đang chuyển sang chiến lược làm suy yếu Ukraine và phương Tây. Nhận định này được tướng James Hacker, chỉ huy lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu ủng hộ. Ông cho biết đã thấy khá nhiều lĩnh vực mà phía Nga đã và đang thích nghi được. Và tất nhiên ông và các đồng nghiệp đang rất chú ý đến điều đó. WSG đưa ra một số ví dụ về việc quân đội Nga thay đổi cách tiếp cận để đáp trả chiến thuật của Ukraine và các khí tài do phương Tây cung cấp. Theo bài báo của WSG, sau những bước tiến của quân đội Ukraine ở vùng Kharkov vào mùa thu năm 2022, Moscow đã dành nhiều tháng để chuẩn bị hệ thống phòng thủ vững chắc trước cuộc phản công hiện tại của Ukraine. Vì những công sự đó, các lực lượng Ukraine đã tiến rất chậm trong vài tháng qua, phải đối mặt với những bãi mìn dày đặc trong khi trực thăng, tên lửa chống tăng và pháo binh của Nga liên tục tấn công họ. Moscow đã triển khai nhiều loại máy bay không người lái UAV để nhắm vào các vị trí của Ukraine theo cách mà Kiev phải vật lộn để đáp trả.
Tác chiến điện tử cũng đã được sử dụng trên quy mô lớn. Quân đội Ukraine hoạt động gần Bakhmut cho biết rằng họ mất tới hàng chục UAV mỗi ngày vì thiết bị gây nhiễu của Nga. Theo WSG, những quả bom cũ của Nga được lắp thêm hệ thống dẫn đường và thường được phóng từ các máy bay ở bên ngoài không phận Ukraine. Ukraine gặp khó khăn trong việc phát hiện và bắn hạ chúng bằng máy bay thời Liên Xô. Bài báo cũng lưu ý rằng Nga đã chuyển các cơ sở chỉ huy và kho vũ khí ra xa tiền tuyến, khiến chúng nằm ngoài tầm bắn của hệ thống pháo phản lực đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp. Tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga cũng đang thích nghi với bối cảnh xung đột, tìm cách duy trì và thậm chí là tăng cường sản xuất một số mặt hàng bất chấp các lệnh trừng phạt. Cuộc phản công của Ukraine đã được tiến hành từ đầu tháng 6, nhưng Kiev cho đến nay mới chỉ chiếm được một số ngôi làng nhỏ cách xa các tuyến phòng thủ chính của Nga. Thưa quý vị và các bạn, đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum xảy ra và mối quan hệ giữa chính quyền quân sự Niger và Pháp đang căng thẳng hơn bao giờ hết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 24 tháng 9 cho biết sẽ rút đại sứ và toàn bộ nhân viên ngoại giao của Pháp ra khỏi Niger, đồng thời sẽ chấm dứt các chương trình hợp tác quân sự với chính quyền quân sự Niger. Trước động thái đó, ngày 25 tháng 9, hàng nghìn người Niger ở thủ đô Niamey đã đổ xuống đường, mang theo cờ, biểu ngữ, nhảy múa và hô vang các khẩu hiệu ăn mừng. Những người biểu tình tập trung ở phía trước Đại sứ quán Pháp và lối đi chính dẫn vào căn cứ Pháp gần sân bay Niamey, mang theo cờ, biểu ngữ, nhảy múa và hô vang các khẩu hiệu mừng chiến thắng. Nhiều binh sĩ và cảnh sát cũng tham gia hoạt động ăn mừng. Chúng tôi thực sự hạnh phúc vì chúng tôi đang chiến đấu chống lại sự hiện diện của lực lượng Pháp ở Niger. Chúng tôi muốn họ rời khỏi đất nước của chúng tôi. Tôi rất hạnh phúc. Chúng tôi đã ở đây được gần 2 tháng. Chúng tôi đã thổn thức suốt đêm ở đây. Chúng tôi cảm ơn Chúa nhân lành. Người Niger bị cáo buộc là không đủ can đảm, nhưng chúng tôi đã chứng tỏ rằng chúng tôi quyết tâm đến cùng. Chúng tôi thực sự hạnh phúc với những điều mình đã làm. Trước đó, phát biểu trên truyền hình Pháp đêm 24 tháng 9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rút đại sứ tại Niamey về nước và chấm dứt toàn bộ các thỏa thuận hợp tác quân sự với Niger. Theo đó, toàn bộ lực lượng Pháp sẽ rời khỏi Niger trước cuối năm nay. Tổng thống Emmanuel Macron nhấn mạnh không muốn các quan chức ngoại giao của Pháp trở thành con tin của chính quyền quân sự, đồng thời khẳng định sẽ không can thiệp vào đời sống chính trị tại Niger. Động thái của Tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Niger và những người ủng hộ liên tục duy trì phong tỏa chặt chẽ trụ sở đại sứ quán và căn cứ quân sự Pháp ở Niamey. Tuần trước, một số nguồn tin Pháp dẫn thông tin từ binh sĩ nước này đồn trú tại Niamey cho biết lượng lương thực còn lại trong các căn cứ Pháp ở Niger sắp cạn kiệt hoàn toàn. Quan hệ giữa Niger và Pháp rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng sau cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Niger Mohamed Bazoum do quân đội nước này tiến hành đêm 26 tháng 7 vừa qua. Chính quyền quân sự Niger đã ra lệnh trục xuất đại sứ Pháp tại Niamey, đồng thời tuyên bố hủy bỏ toàn bộ các thỏa thuận hợp tác an ninh và quân sự đã ký với Pháp, đồng nghĩa với việc Pháp phải rút toàn bộ lực lượng khoảng 1.500 binh sĩ ra khỏi Niger.